Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm ấy ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói liền đi theo Đức Giêsu. Đức Giêsu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: "Các anh tìm gì thế?" Họ đáp: "Thưa Rabbi," nghĩa là thưa thầy. "Thầy ở đâu?" Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, ông Andrê, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Trước hết ông gặp em mình ông Simon và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia," nghĩa là Đấng Kitô. Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Simon và nói: "Anh là Simon, con ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, tức là tảng đá." Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta bước vào mùa thường niên với lễ phục màu xanh. Màu xanh thật là xanh, xanh của chan chứa hy vọng. Và như vậy bước vào mùa thường niên có nghĩa là nhịp bước theo Thầy Giêsu. Và các bài đọc Thánh Kinh hôm nay cho thấy chủ đề nổi bật, đó chính là ơn gọi. Ơn gọi mà trong sách Samuel quyển thứ nhất thuật lại: Samuel ngủ trong đền thờ của Đức Chúa. Samuel được sinh ra trong lúc mẹ đã già yếu, hiếm hoi, và năn nỉ nài xin Chúa thì Thiên Chúa đã ban cho muộn con, đó là Samuel. Và để đáp lại tình thương của Chúa, cậu Samuel ngay từ nhỏ đã được gửi trong đền thờ. Và trang sách hôm nay cho thấy rằng Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel: "Dạ, con đây." Samuel ngủ trong đền thờ, nơi ấy có thầy cả Heli. Samuel ngỡ rằng Heli gọi mình, cho nên vội vàng chạy đến để thân thưa với thầy cả Heli: "Thầy gọi con." Thế nhưng không, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Và như vậy được lặp đi lặp lại nhiều lần tiếng Chúa gọi Samuel. Và rồi giờ đây thầy cả Heli mới cho cậu bé giúp lễ sống ngủ trong đền thờ này biết rằng: "Nếu như vậy con còn nghe gọi nữa thì con hãy thân thưa lại Đức Chúa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe." Và quả thật như vậy, tiếng Chúa lại được gửi đến cho Samuel, và Samuel đã thân thưa: "Xin Chúa phán, này tôi tớ đang lắng nghe." Một Samuel mà trang sách hôm nay cho thấy rằng lời của Chúa đến với Samuel, và không một lời nào của Chúa mà ra vô hiệu cả. Tất cả những lời của Chúa Samuel đều đón nhận. Và Samuel trở thành một ngôn sứ sức dầu cho ông vua đầu tiên, đó là ông vua Sao-lê. Khi mà dân của Chúa nhìn sang bên cạnh thấy người ta cũng có vua,
thì cũng muốn rằng mình có vua như ai, cho nên xin với Đức Chúa rằng cho chúng tôi cũng có được một đức vua. Và rồi chúng ta thấy Chúa nói rằng ý tứ kẻo các ngươi sẽ bị lệ thuộc vào ông vua. Thế nhưng dân cứ nài nẵng là xin cho chúng con có một ông vua như những nước khác láng giềng chúng con đây. Và rồi Chúa đã chiều theo, và người được tuyển chọn đầu tiên đó chính là ông vua Sao-lê mà ngôn sứ Samuel sức dầu để tấn phong Sao-lê nên làm vua đầu tiên của Israel. Và tiếp theo cũng chính Samuel đã sức dầu cho David để kế vị ông vua Sao-lê khi ông bị truất phế. Và vua David một thời đại hoàng kim, một thời đại hạnh phúc khi mà David lên làm vua, chúng ta thấy mở ra một triều đại, mở ra một đất nước hưng thịnh trong triều đại của vua David. Và chính Samuel này trở thành ngôn sứ để sức dầu tấn phong cho vua Sao-lê, cho vua David. Và dĩ nhiên trong trang phúc âm chúng ta vừa nghe lại là lời giới thiệu và lời mời gọi. Gioan làm phép rửa nơi dòng sông Giô-đan, và giờ đây Gioan làm chứng: đấng đến sau tôi trội vượt hơn tôi không đáng xách giày xách dép cho ngài. Một Gioan ý thức rằng Chúa Giê-xu đấng đến sau tôi trội vượt hơn tôi, ngài mới chính là đấng Mê-si-a. Và như vậy Gioan đang đứng với các môn đệ của mình, Chúa Giê-xu đi ngang qua, Gioan đã chỉ cho các môn đệ thấy đây là chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Và như vậy qua lời giới thiệu này thì các môn đệ của Gioan đi theo Chúa Giê-xu. Chúng ta thấy một Gioan chuyển giao các môn đệ của mình một cách rất là khéo léo và một cách rất là khiêm nhường. Gioan giới thiệu như vậy thì Gioan sẽ ở lại một mình trong sự cô đơn, một mình mà có lẽ nhiều khi chúng ta cũng cảm nhận trong đời sống. Khi mình phải đối đầu một mình, chúng ta thấy vấn đề không phải là đơn giản khi một mình như thế. Thế nhưng ở đây Gioan chấp nhận giới thiệu để chuyển giao các môn đệ của mình sang thầy Giê-xu, để rồi chỉ còn lại một mình. Hai môn đệ nghe thầy của mình là Gioan giới thiệu như thế, liền bước theo Đức Giê-xu. Đức Giê-xu quay lại thấy các ông đi theo mình thì hỏi: các anh tìm gì thế? Hay quá! Chúa Giê-xu gửi một thông điệp: các anh tìm gì thế? Và rồi chúng ta thấy với lời giới thiệu của Gioan, giờ đây hai môn đệ này đã thân thưa với Chúa Giê-xu: thưa Rabbi, thưa thầy, thầy ở đâu? Và Chúa Giê-xu tiếp nối câu chuyện: hãy đến mà xem. Một Chúa Giê-xu không khi nào áp lực, mà chỉ những ai tự do, tự nguyện đến, Chúa mở cửa, Chúa đón nhận tất cả chúng ta. Một Thiên Chúa quyền năng, thế nhưng Thiên Chúa ấy không áp bức con người, mà Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng tự do của con người. Giờ đây hai môn đệ cất bước theo thầy Giê-xu. Họ đã đến xem chỗ người ở và ở lại với người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ 10, có nghĩa là lúc ấy vào khoảng 4 giờ chiều, các ông ở lại với thầy Giê-xu, sống với thầy Giê-xu. Và rồi các ông từ bỏ để mà đi theo thầy, bước theo thầy.
Không những thế mà chúng ta thấy Andre cảm nhận được ơn gọi Thầy chọn mình. Giờ đây Andre muốn tiến cử thêm một người nữa, đó là em của mình, là Simon. Ông Andre, anh ông Simon Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu. Ông đến gặp em mình là ông Simon và nói: chúng tôi đã gặp đấng Mêsia, chúng tôi đã gặp đấng cứu thế, chúng tôi đã gặp đấng Kitô. Và rồi Andre dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Chúa Giêsu nhìn vóc dáng của Phêrô, Chúa Giêsu nhìn thấu con người của Simon này và đã định vị cho Simon: anh là Simon, con của ông Gioan. Anh sẽ được gọi là Kê-pha, anh sẽ được gọi là đá tảng vững bền. Và dĩ nhiên sau này Chúa Giêsu sẽ cho thấy rằng Thầy sẽ xây dựng hội thánh của Thầy trên đá tảng Phêrô này. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chủ đề Thánh Kinh hôm nay đó chính là ơn gọi. Ơn gọi ấy khởi đi, có thể đó chính là lời giới thiệu như Gioan đã giới thiệu các môn đệ của mình, hay là như Andre đã tiến cử em của mình là Simon. Và cứ như vậy ơn gọi được gửi đi, và vấn đề đó chính là lời đáp trả. Trong câu chuyện hàng ngày cũng thế, lời được gửi đi và luôn luôn lời mong được sự đáp trả. Và ở đây chúng ta thấy đã có sự đáp trả với các môn đệ đầu tiên để bước theo Thầy Giêsu. Xin cho mỗi người chúng con sống trong mùa thường niên với màu xanh chan chứa hy vọng, cho chúng con biết luôn lắng nghe để đáp lại lời mời gọi thân tình của Chúa luôn thì thầm nơi mỗi người chúng con. Chúa đến với chúng con, Chúa mời gọi chúng con, và xin cho chúng con có được một thái độ sẵn sàng để đáp ứng lại lời mời gọi của Chúa trong sự dấn thân như các môn đệ của Gioan đã dấn thân để bước theo Thầy Giêsu. Và như vậy đời Kitô hữu đó chính là đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thầy Giêsu. Đức Giáo hoàng Francisco của chúng ta đang ở bên Philippines, rất gần chúng ta, và khi Ngài bay qua không phận Việt Nam của chúng ta, Ngài cũng đã gửi điện văn đến đất nước Việt Nam của chúng ta. Ngài chia sẻ niềm vui mừng và xin Chúa đổ tràn phúc lành cho quê hương đất nước Việt Nam của chúng ta. Một Đức Giáo hoàng mà người ta thấy rằng Ngài hiện diện và đến nỗi trong một đất nước như Sri Lanka, một đất nước Phật giáo, thế nhưng chúng ta thấy Đức Giáo hoàng ngỏ lời với biết bao nhiêu các bậc tăng ni sư Phật tử và các thiện nam tín nữ. Qua đó chúng ta thấy rằng Đức Giáo hoàng gửi cái thông điệp, một thông điệp đó chính là tình yêu, tình yêu của sự hợp tác giữa các tôn giáo trong liên tôn giáo ấy để xây dựng một nền văn minh của tình thương, một nền văn minh xây đắp hạnh phúc cho con người. Và dĩ nhiên khi Ngài ở bên Philippines trong những ngày này, Đức Giáo hoàng nhắn nhủ các gia đình đó chính là hãy biết nghỉ ngơi trong Chúa. Nghỉ ngơi trong Chúa đó chính là những giờ cầu nguyện của gia đình, của vợ chồng, con cái. Và chắc chắn trong sự nghỉ ngơi này, Chúa sẽ đổ tràn đầy phúc lành và anh chị em sẽ cảm nhận được niềm vui, bình an và năng suất công việc của anh em đạt được những kết quả tốt đẹp qua sự nghỉ ngơi trong Chúa. Mời cộng đoàn xin đứng lên.